Sau đây Lập sẽ giới thiệu về cái chương trình SAMBB. STAMBB thì đây là phần mềm để gia lập web server. Thì chúng ta khi mà cài đặt trên môi trường giao diện trực tuyến cài đặt trực tuyến trên mạng thông qua hosting domain name tên website, cái domain cái hosting là cái nơi chứa cái website của mình, còn cái địa chỉ căn nhà là cái domain của mình á, thì chúng ta sẽ sử dụng cái phần mềm STAMP này để mà giả lập những cái phần đó. Thì ta đánh vô SAMBB thì chúng ta sẽ vào cái website này để mà cài đặt cái phần mềm SAMP nhé. Đây, vào đây. Đây, khi mà chúng ta nhìn vào, chúng ta xem là chúng ta xài Linux, hệ điều hành Linux để hệ điều hành Windows hoặc là để hệ điều hành OS, Mac OS, thì đây là máy tính của Apple, còn Linux thì ở nước ngoài sử dụng nhiều hơn. Còn thường thì thông thường chúng ta xài hệ điều hành Windows. Thì Windows chúng ta thấy cái biểu tượng nè, cái Windows đây là Lâm đang xài Windows 7, còn những anh chị nào xài Windows 10 thì nhìn vào đây để mà cũng có thể thấy được. Rồi chúng ta down thường bây giờ là 64 bit là hồi hồi nhất, trước đây vẫn có 32 bit, thì đối với hệ điều hành Windows XP hoặc Windows 7 thì vẫn có 32 bit, còn bây giờ tất cả đều hầu như là Windows 64 bit. Chúng ta xem lại hệ điều hành chúng ta đã cài là hệ điều hành gì, hệ điều hành Windows nào. Thì đây chúng ta sẽ nhắc về để tải về, em sẽ để cái link ở phía dưới để mọi người có thể cài đặt. Vâng, đây cái đường link chút nó làm sẽ để ở phía dưới để theo hệ điều hành nào mà chúng ta cài đặt cho nó hợp lý. Rồi tiếp theo là chúng ta chỉnh cái cổng giống như của Lâm đây, chỉnh cổng trước tiên là vào SAM control, đây chúng ta chỉnh vào config, chúng ta nhấp vào tag config vào service and port setting, chúng ta đổi, ở đây Lâm đã đổi sẵn rồi, đổi cái cổng này thành 80, SSL box là 443, rồi main port là 3306. Thì đây chúng ta đổi cái này thôi, main port là 80 443. Ok, save lại. Save lại. Rồi xong. Chúng ta phải cài những cái này cơ bản trên máy tính trước để mà tạo một cái web server ở trên máy tính để chúng ta có thể cài đặt và thử nghiệm cái request. Rồi. Đó là cách cài đặt cái STAMP và đổi cổng port, đổi cổng bot ở trên máy. Rồi, xin cảm ơn mọi người.